Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập cái chương trình đào tạo hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2008 và kỳ thứ 28 trong cái lọc bài mà tôi hướng dẫn các vị học về tham thiền. Và tôi có thể nói một cách khác và nó rất trung thực là từ đây về sau nếu chúng ta học Phật là đều có thể nói rằng là thuộc về học tham thiền cả. Phải nói như vậy là đúng không? Còn nếu tôi không dám nói như vậy là tôi giấu giếm các vị, bởi vì tôi sợ các vị bỏ tôi. Các vị nói rằng là các vị đang đi tu tịnh độ để giảng sanh cực lạc, mà nếu mà tôi hướng dẫn các vị tu học tham thiền thì các vị bỏ tôi, các vị không làm học trò tôi, cho nên tôi không dám nói. Nhưng mà sự thật là điều đó đối với tôi là không có. Các vị bỏ tôi lúc nào cũng được, bởi vì tôi không cần thầu đệ tử để cho pháp danh để làm đệ tử của tôi. Tuy nhiên là tôi còn e ngại một chút, tôi cũng còn nương để hy vọng rằng những người mà người ta không nghe tôi, người ta không quá cảm tình, không quá ác cảm, người ta bỏ sớm. Nghĩa là mình phải nương chút xíu để cho người ta có thể ráng người ta nghe. May ra là dựa vào cái ráng nghe đó mà người ta nhận thức được cái lẽ phải, cái lẽ sai, cái nào chân, cái nào phi chân, cái nào là chánh, cái nào là bất chánh, cái nào là đúng, cái nào là không đúng. Thì cũng hy vọng vậy, hy vọng dớt dát vậy để mà cho người Phật tử với nhau cùng một đức bổn sư Thích Ca đi một con đường, và dứt khoát là đi một con đường có an lạc thật sự trong lúc còn sống, trong lúc phát tâm tu tập theo đạo Phật. Chứ đối với tôi thì tôi không hướng dẫn cho các vị tu để nửa rồi mới chỉnh. Cái từ nửa đó đối với tôi là tôi nói thẳng là không sai. Phát tâm đi tu mà để nửa rồi mới hưởng, nửa là tức là chờ ngày chết. Chờ ngày chết thì mới được hưởng. Đối với tôi là cái đó là ai dạy Phật, ai dạy tu đạo Phật như vậy là tôi nói là người đó dạy trật lắc hết, dạy bậy, dạy trật. Tôi là hưởng ngay chứ không có nữa, không có để nữa để cho người chết. Cho nên là từ lâu rồi tôi có nói, hồi tôi đi ra Hà Nội tôi dạy có một câu đối của bậc tiền bối. Một tiền bối là hạng đó ngang hàng với hạng thầy của tôi. Mà câu đối ở cái cửa cổng chùa, câu đối chỉ diệt. Tôi thích câu đối, tôi quan nghênh câu đối, mà đối với tôi là phải bỏ hai chữ. Rồi tôi đem đó, tôi đem lên lớp học và tôi giảng cho học trò tôi ngồi đó. Học trò tôi ngồi đó và bây giờ là làm chủ tịch, phó chủ tịch, rồi ban hộ pháp trung ương, nhân dân và nhân dân trong cái hội đồng trị sự bây giờ, do Phật giáo bây giờ nè. Giờ tôi đọc câu đối rồi là tôi đem lên là tôi giải thích cho học trò cũng lắm. Thì tôi đã thẳng rằng là đây không phải là tôi muốn chỉ trích các bậc tiền bối của chúng ta, của các ông, của các huynh đệ, mà của chúng ta luôn đấy, của tôi luôn.
Nhưng mà cứ đeo vào mặt mà nói thì câu đối này nó còn có một cái sai lầm, một cái nhược điểm lớn. Tôi viết lên bảng, tôi phân tích ngay. Câu đối đó là kịch trần duyên một giấc vàng, giới định huệ sớm tu nhân thành Phật. Đó là câu thứ nhất. Câu số một, câu đối số một: kịch trần duyên một giấc vàng, giới định huệ sớm tu nhân thành Phật. Hay đó, câu đó hay đó. Tranh, câu thứ hai là tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân. Các vị Phật tử gần xa nghe câu đối đó hay lắm, chính lắm. Tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân, kịch trần duyên một giấc vàng, giới định huệ sớm tu nhân thành Phật. Cái tầng duyên một giấc vàng có nghĩa là nói rằng là cái tầng duyên là cái tầng gian của mình đang sống, đang sinh hoạt đây đó, nó giống như là một vở kịch vậy. Tất cả mọi người sống trên cái cõi trần gian này giống như là những người mà diễn trên vở kịch vậy. Bởi vì cái vở kịch thì trên đó là nó có hơn, có thua, có thành, có bại, có đắc, có thất, có mừng, có giận, có thương, có sợ, có yêu, có ghét, có muốn. Đủ thứ như vậy. Đủ thân phận. Lúc thăng quan, lúc mất chức, lúc được vợ, lúc mất vợ, lúc yêu rồi được thành tựu, lúc yêu rồi thất bại, đau thương. Ở trên cái sân khấu của một vở kịch. Là vậy đó, gọi là kịch trần duyên. Trần duyên này là một vở kịch, là một cái sân khấu, gọi là kịch trần duyên. Một giấc vàng, nó chỉ là, ví nó như là một giấc mộng hoàng lương. Giấc mộng hoàng lương là, hoàng lương là kê, là lương thực, là một cái thứ kê, hộp kê. Nó là một loại ngũ cốc ở trong sáu loại, thành ra gọi là hoàng lương mà dĩ tiền bối đó người ta dịch ra là giấc mộng kê vàng. Thường ta giải nghĩa ra là chỉ hoàng lương mộng là giấc mộng kê vàng, tức là một nồi kê nấu mà chưa chín. Đó là một cái điểm tích, mà muốn hiểu cái chữ mộng giấc vàng đó là phải thuộc cái điểm tích là của một cái chàng nho sĩ tên là Lư Sinh. Cái chàng nho sĩ Lư Sinh này đi học rồi để đi thi, mà đi thi mong rằng mình cũng đỗ đạt rồi mình cũng làm trạng nguyên, hoặc là bản nhãn, hoặc là tham qua, hoặc là bộ trưởng, tổng trưởng gì, nghĩa là mình muốn nhiều lắm. Nhưng mà đi thi mấy lần rớt, thí sinh ba là hình như là ba lần ha, thí sinh trạng nguyên rồi bản nhãn rồi thắng qua gì đó đều rớt đó. Kiểu hồi xưa cái từ suy của thời cổ đại là như vậy đó, trạng nguyên rồi bản nhãn rồi thắng qua rồi gì chứ nữa gì đó, suy thi hương, thi hội, thi gần gì đó, chuyện đó tôi cũng không nhớ làm chi nữa. Nhớ từ xưa vậy đó. Thế thì là cái chàng Lưu Sinh này đi thi ba lần mà không đỗ đạt gì hết. Mà hồi xưa là đường không có như đường bây giờ, không có chạy xe hơi dung dúc mà 100 cây số, 120 cây số giờ như bên Mỹ vậy đâu. Việt Nam mình chạy chậm nhất là cũng được 40-50 cây số giờ. Còn đây nào đó anh này đi bộ không à. Đi đường rừng là nhiều, giống như hồi xưa cụ Đồ Chiểu đi thi đi 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 thi đề đi thi thi thi
thì hỏi thì gì đó thì hương gì đó là từ từ miền Nam mà ra miền miền Trung miền Bắc thi đó. Các cái trường thi thời kỳ cũ đó mà mình đi một lần mình, một lần đi vậy là đi cả tháng trời mình đi thi mới dắt lều dắt chổng rồi theo có một cái quyển tiểu thuyết lều chổng để tả những cái chàng thư sinh mình đi thi cực lắm, phải quải gùi quải nấp đồ ăn rồi đem theo rồi phải có lều có chổng đem theo rồi một thầy một trò có một cái có một cái người đi theo bên nữ thì có gọi là tỷ tất còn bên nam mà cũng có một cái vị tiểu đồng cho nên cụ Nguyễn Du mới tả Kim Trọng là Kim Trọng mà đi 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 chơi thân minh ấy. Quần áo bánh bao rồi sau lưng là theo một vài thằng con đi thi hồi đó là vậy đó. Mà thi ba lần không đậu mà về thì cũng có quải lều quải chổng quải nấp rồi về thì đi trên cái đường xa vắng vậy đó mệt mỏi rồi vừa mệt mỏi vừa khát nước đó thì là tới một cái quán của một cái người của một anh chàng bán quán thì vô xin được uống miếng nước xin phép được nghỉ ngơi rồi thì chắc cũng có cái võng mang theo giống như tôi mang tôi đi rừng đây vậy đó rồi lấy võng rồi văng ra giữa gốc cây bên cái lều bán nước như vậy đó rồi cái nằm thiêu thiêu ngủ thì ngủ một giấc bởi vì đi mệt rồi đi nằm thiêu thiêu ngủ mà gió thiêu thiêu lạnh giống như cái đồi Tà Dương của tôi đây là ngủ ngon lắm. Thế thì ảnh ngủ cái giấc ngủ đó ảnh thấy ảnh chim bao ảnh thấy ảnh thi rớt rồi về nên là 3 năm sau ảnh học nỗ lực cực lực ảnh học thế ảnh đi thi cái lần cuối cùng đó là ảnh đổ đầu thủ khoa cái được nhà vua chấm rồi nhà vua chiếp bụng là muốn cho con gái mình có hạnh phúc đó, thì chỉ có cách là đem công chúa con cưng của mình đó gả cho Trạng Nguyên. Ủa thì ông Trạng Nguyên là thường thường là Trạng Nguyên được lấy vợ con vua đó, Trạng Nguyên rồi là có thể làm phò mã. Thế thì anh này y như vậy, ảnh được vua gả con cho, ảnh làm phò mã. Làm phò mã đủ cho cha, đi hưởng tuần trăng mật rồi, vui vẻ sung sướng lắm. Rồi hưởng thời gian dài. Sau đó thì trong nước có giặc. Có giặc thì ông vua mới sai Trạng Nguyên, con lãnh mấy ngàn binh. 10 đạo binh giống như thập đạo Lê Hoàng, có 10 đạo binh tinh nhuệ con đi đánh cái nước lên cho cha. Thế đây là cái anh này ảnh lãnh 10 đạo binh. Tôi nói 10 đạo binh là tôi muốn nói thập đạo Lê Hoàng Thái Hậu Diên Vương Nga chứ còn không phải là ảnh lãnh 3 đạo 5 đạo cũng không có sao hết á. Anh lãnh binh nên đi đánh cái nước đó. Mình nói nước gì cũng được, đại để mình nói nước Âu Hoa đi, giống như là Lục Vĩnh Tiên đi đánh nước Âu Hoa vậy đó. Anh đánh cái nước đó rồi anh thắng, anh diệt được ông vua bên kia, anh thắng trận, anh thôn tính hoàn toàn cả đất nước bên kia. Thế là ôi trời ơi, và vô trong của cái mình thắng được thắng trận rồi đó mà, thì vô trong đó là kho tàng châu báu rồi công rồi mỹ nữ rồi công nương gì trong đó đủ thứ, ảnh vô ảnh hưởng hết, ảnh hưởng hết mà ảnh không có làm lễ ban sư, ảnh lên để làm vua luôn, ảnh thay thế cho cái ông vua mà ảnh vừa diệt, ảnh ảnh
anh hưởng thụ luôn, không làm lễ bằng sư không không trở về, công chúa ở nhà bỏ vậy đó, họ sang đổi bạn này vào thì đổi vợ vậy đó, ta nói vậy đó, thường thường là vậy, họ sang là đổi bạn, ha, vào là đổi vợ, cho nên giờ là không nhớ công chúa ở nhà nữa, giờ là thiếu gì cũng phi mỹ nữ nhà vua kia để lại đó, mới có cũ có trẻ có sùng sùng có. Ở đó ăn hưởng một thời gian dài, cũng bao nhiêu năm, ông vua cha nhạc phụ này kêu về không về. Ông nhạc phụ này ông mới là cho đội binh khác qua đánh anh ta. Đánh anh ta thì anh ta thua, bắt được anh ta, đem về mới kể tội. Kể tội xong rồi thì là tới chừng đem sư tử ấy, mà hồi xưa là sư tử là lọc cái đài cái đưa lên rồi có thể là dưới này là cho 40-50 xạ thủ gì đó bắn rồi đưa lên, mà nghe là dưới này là vua ảnh thấy anh này cái là ảnh nghe hô sử cái là ảnh chết xỉu, thì ảnh vừa chết xỉu thì té ra là ảnh thức dậy. Giật mình anh hết hồn anh thức dậy, anh đau khổ quá anh thức dậy. Thức dậy thì cái nồi kê đó, cái nồi giống như là mình nói cái nồi bắp hầm vậy đó, mà nó còn kê nó còn mau chín hơn bắp hầm nữa. Vậy mà cái nồi kê nó chưa chín, nồi kê chưa chín mà anh ôn lại cái thời gian mà anh hưởng thụ đó là 84 năm cỡ như tôi bây giờ, cỡ tuổi tôi bây giờ vậy, 84 năm. Mà thấy rằng là từ khi mà cử binh đi đánh giặc mà rồi hưởng thụ vinh hoa phú quý vợ đẹp con sinh rồi tất cả những cái sung sướng và là 84 năm, nhưng mà thức dậy rồi thì họ thì té ra là cái anh chủ quán đó, cái anh chủ quán cộng với cái bà chủ quán đó thì hỏi thăm ra thì cái nồi kê chưa chín. Mà ý anh cũng muốn chờ cái nồi kê đó, nếu nó chín là cũng mua chén ăn rồi đi. Nhưng mà cái nồi kê chưa chín. Đây, đó là anh lô sinh đó. Thế thì từ cái điển tích của Trung Hoa, người ta chép như vậy đó, mà cái văn hóa của Việt Nam ta đó thì là ảnh hưởng những cái điển tích, những cái sự việc của Trung Quốc rất nhiều. Từ đó mà Việt Nam ta có cái giấc mộng kê vàng, cũng gọi là giấc mộng hoàng lương. Hoàng lương là kê vàng là dịch cái nghĩa của cái chữ hoàng lương mộng. Thật ra là bậc tiền bối mà tôi nói đó, lấy cái giấc mộng kê vàng đó mà ví với cái cuộc sống của những người đệ tử Phật trong cõi trần gian này, nên nhớ, nên lấy giấc mộng đó, giấc mộng kê vàng đó mà nhớ cái thân phận của kiếp sống của một con người. Cho nên là ngài ông mới lấy cái chữ đó, kịch trần gian một giấc vàng, sống trong thời gian này chỉ là một giấc mộng kê vàng mà nó chưa chín, một giấc vàng mà chưa được một giấc vàng, nghĩa là nó chưa chín mà mình thấy là mình là sinh là thành bại đắc thất được mất thương ghét yêu mừng buồn giận đủ thứ trong đó hễ hùng. Kịch trần gian một giấc vàng, giới định huệ sớm tu nhân thành Phật. Lấy cái giấc mộng cây vàng đó mà nhắc nhở cho mọi người đệ tử Phật rằng là cuộc đời này nó là mộng, như một giấc mộng cây vàng vậy, chẳng có bao lâu đâu, nó ngắn ngủi lắm. Mình thấy nó lâu vậy chứ so với cái cuộc sống mà của thời gian, không gian vô tận, thời gian vô cùng, thời gian là vô thủy vô chung này thì 50 năm, 30 năm là 6, 7, 80 năm, 100 năm đi nữa, thì so với cái thời gian vô tận này thì có nghĩa lý gì? Giống như giấc mộng kê vàng ở trong thực tế vậy thôi. Do vậy mà nhắc nhở với mọi người rằng giới định huệ, phải lấy giới định huệ
sớm tu nhân thành Phật. Thì tôi rất là bằng lòng. Nên lấy người đệ tử Phật nên học giới, nên thọ giới, nên học giới, nên học định, nên tu định. Mà có học giới, có tu định là sẽ sanh ra trí tuệ, sẽ phát sanh trí tuệ. Mà có trí tuệ là mới nhận thức được chân lý. Mà cái người mà nhận thức được chân lý đó là thành, bắt đầu là thành tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hớn, bích chi phật, rồi bồ tát, bồ tát sơ địa, bồ tát cho tới bồ tát nhị địa, tam địa, tới thập địa, rồi mãn thập địa ra mới gọi là đẳng giác bồ tát. Rồi qua cái mức đẳng giác bồ tát đó là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành phật. Đấy, thế thì mình là do tu giới, tu định, tu huệ mà trong lúc đó là mình nó diễn biến cái quá trình tu tập như vậy đó, thì là mình chứng thánh từng bậc, nó có cái tiêu chuẩn của nó. À, cho nên là mình lấy giới, lấy định, lấy huệ, có trí huệ rồi là mình nhận thức tiêu lý rồi, là mình tu rồi nó chứng lên từng bậc vậy đó, để mình cuối cùng mình thành Phật. Thế thì cái câu đó hay, nhưng mà là tôi nói vậy đó, tôi đồng ý hay vậy đó, nhưng mà một chữ thôi, cần phải bỏ một chữ là chữ số. Bỏ chữ số đi. Kịch tình duyên mộc chất vàng, giới định huệ, tu nhân thành Phật. Thế không được nói sớm. Sớm là chừng nào? Thế ý ngài nói sớm là chừng nào, còn muộn là chừng nào? Mà chừng nào là nên, mà nên lấy giới định huệ mà tu, còn chừng nào không nên, chừng nào nên, chừng nào chưa nên. Cho nên là tôi đem lên tôi giảng cho học trò tôi, sẽ nói chữ đó, người ta học người ta để ý cái chữ đó, cái chữ đó nó có cái gì ổn ờ. Nó có vẻ ổn à. Mình sợ người ta tu không nổi, mình không dám dạy người ta tu giới, tu định, tu huệ. Thì mình nói ổn à vậy đó, nên sớm tu đi. Chứ còn thật sự là không có nói sớm muộn gì hết. Ai là đệ tử Phật, nghe lời Phật, theo Phật, dưới sự hướng dẫn của các bậc tôn túc, của các vị thượng tọa, đại đức, hòa thượng, của các vị ni sư, ni trưởng, nghe chánh pháp, hiểu chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, tu tập là trên bước đường diễn biến đi tới thành Phật, mà ai cũng được như vậy hết đó. Mà không nên nói sớm và muộn. Muộn là chừng nào? Tại sao phải để muộn mới tu? Còn bây giờ là không để muộn vậy thì sớm là chừng nào? Đây, cho nên tôi nói với các học trò tôi là nên bỏ một chữ đó. Có những học trò nó cũng dễ dựng lên, nó nói trời đất ơi, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Đây là những bậc tiền bối của chúng con, mà hồi nào giờ tụi con thấy cũng tưởng đâu là hay, nhưng mà phân tách ra thì chưa được hay. Tôi nói không sao, ai cũng có cái yếu, cũng có cái non, dù là già dặn mấy cái nữa, thỉnh thoảng cũng có những cái non yếu, cái đó không sao. Nhưng mà tôi nói cho các anh em biết, các quân đội biết, là chúng ta phải để ý những chữ như vậy. Bởi vì sao vậy? Vì đạo Phật dạy rằng là vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Cái sinh mạng của chúng ta đây là nó luôn luôn là bị cái sự vô thường nó chi phối. Cái bằng vô thường lão bệnh, sinh rồi già rồi bệnh rồi chết, bất dữ nhân kỳ, nó không hẹn ai hết, nó không đợi ai hết. Nó biết đâu rồi đi đường chút xíu rồi mình bị huyết áp cao, rồi mình ngã té vào đường mình chết thì sao? Hoặc là còn tệ hại hơn nữa là cởi xe gắn máy, rồi uống rượu ngà, rồi cởi xe gắn máy, rồi nó đụng chết cái kinh cái gì là rồi đời rồi sao?
Rồi có người đi làm ăn mà lỡ con rắn độc nó cắn tôi chết liền thì sao? Cho nên là tôi không đặt vấn đề sống. Đó. Tôi nói cho các quần đệ biết. Khi mình giảng lời Phật mình nói thật thần như thế. Bởi vì vô thường là mình bất chỉ những cái triêu tồn tình dân sắc ra chỉ thế. Sớm còn tối mất. Sáng mơ còn chiều mất. Còn chỉ sắc na đó là sắc na như thế là có thể là con rắn độc nó cắn trong vòng 3 phút của từ ngoài ruộng mà chưa đem về tới nhà là chết rồi. Vậy thì mình nói sớm là chừng nào, còn không sớm là chừng nào. Do vậy cho nên là đệ tử Phật là phải học giới định huệ, tu nhân thành Phật, bỏ chỉ sớm. Ai ở đó tôi giảng vậy. Tôi biết là tôi giảng là nguy hiểm. Nhưng mà tôi có cái tật. Cái tật là nói xin lỗi rồi nói thẳng vậy đó. Rồi ai nghe mà vui vẻ đó thì là tiếp thu. Còn không vui vẻ thì có khi người ta buồn mình cũng không có sao. Là vì tấm lòng của mình mà. Tấm lòng của mình là tấm lòng chân, thiện, mỹ. Mình muốn xây dựng, mình muốn đóng góp, mình muốn dâng tặng. Mà ta không nhận, ta buồn mình chịu thôi. Chả có gì phải sợ. Chứ nếu mà mình có dụng ý cầu cạnh người ta, mình thèm thuồng cái gì của người ta, mình mong đợi gì của người ta thì mình sợ chứ đây mình đâu có. Nói trong khi mà giảng đạo, giảng kinh là không bao giờ có ý cầu cạnh gì. Không muốn thâu người ta làm đệ tử gì cả. Cho nên vấn đề là nói thẳng là nói không có hề sợ. Là tại vì mình không có cái dụng ý thâu kéo người ta, những người giàu mà mê tín dị đoan quyển vào quan đường đó để làm đệ tử mình, để mình moi túi dày. Không bao giờ có cái đó. Cho nên là nói thẳng hết. Giàu mấy mà đi vào đạo Phật là phải hiểu cho đạo Phật. Còn không hiểu cho đạo Phật thì coi như đạo khác. Chứ không phải là giàu là cần mời vô, không cần. Do vậy cho nên nó thẳng với người nghèo mà cũng nó thẳng với người giàu khi mình nói đạo Phật. Rồi cái câu thứ hai là câu thứ nhất là kịch tình duyên một giấc vàng giới định huệ bỏ chữ sớm giới định huệ tu nhân thành Phật. Câu thứ hai là tranh thế sự trăm năm bạc u chục trà. Cái câu đó tôi thích lắm, tôi cho là câu đó hay mà. Tranh thế sự trăm năm bạc, chữ tranh có nghĩa là bức tranh. Cái bức tranh thế sự, người ta có thể phát họa một bức tranh nó đủ thế sự trong đó. Trong thi nó có họa, trong họa nó cũng có thi. Mà trong họa có thi thì cái thi đó nó chứa những cái dữ kiện sinh hoạt của thế gian ở trong cái bức tranh đó. Bức tranh đó cũng có thể dễ diễn tả được hải hùng, yêu đương, thương, sợ, ghét, vân vân và vân vân, qua từ cái bộ con mắt, từ cái liếc của những cái hình vẽ hoặc là những cái cơn giông tố bão bùng. Nó làm cho người ta thấy bức tranh, ta nghĩ tới cái giông tố hải hùng sợ hãi. Thành ra là trong tranh nó có họa, trong họa nó có thi, trong thi nó có tranh. Mà vị tôn túc này dùng cái chữ tranh thế sự hay lắm. Tranh là bức tranh, diễn tả đủ cái gì trong đó. Họa có thi trong đó, thi có họa trong đó. Mà tranh, rồi tranh cũng là tranh, cạnh tranh nữa. Cạnh tranh là để mà mình làm tỉnh trưởng, mình làm quận trưởng, rồi mình làm công nhân viên, cán bộ cao cấp. Mà cao cấp rồi mình còn muốn cao cấp hơn nữa, rồi mình tìm cách mình hạ cái ông trên mình đi. Rồi cái ông trên mình lại có cái ông trên mình nữa, cho nên tranh. Cái chữ tranh là vậy đó. Tranh là cạnh tranh, là tranh đấu. Đừng nói gì nếu mà tu mà ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi, mà nếu mà cái người không có tu là nó tranh dữ lắm, nó tranh tích tước dữ lắm.
tranh chức trước để làm là pháp chủ, rồi làm chủ tịch, rồi là phó chủ tịch. Phó chủ tịch kiêm chánh thư ký, rồi chánh thư ký là kiêm là trưởng ban giáo dục. Trưởng ban giáo dục thì lãnh đạo hết ngành giáo dục, đã để vậy. Rồi còn mình làm thầy giáo thì mình phải tân bốc của mấy ông hiệu trưởng. Tân bốc hiệu trưởng thì hiệu trưởng nó cho mình dạy nhiều giờ. Còn cái ông mà nó ngay thẳng, nó không có tân bốc thì có chừng là bỏ nó ra. Đó, là tranh là vậy đó. Thành ra tranh là bức tranh. Cái bức tranh thế sự. Mà tranh cũng là cạnh tranh. Cũng là đấu đá. Cũng là lật đổ. Cũng là tân bốc. Vậy nhưng mà tranh thế sự trong năm bạc nha. À, cuối cùng nó bạc bẽo lắm đó. Phò nhân dị tất thượng thanh tiêu, thôi nhân dị tất điền câu hát. Mình tân bốc, mình đưa người nào đó, mình siêu dị, mình đưa người nào lên, nó chưa chắc người đó lên, chưa chắc lên được, chưa chắc thành công. Đưa người lên tới điện thanh tiêu của Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là cái từ đó là nói theo cái kiểu của cái thời kỳ phong kiến rồi xưa. Người ta tưởng tượng ở trên trời nó có cái ông Ngọc Hoàng hay có cái điểm thanh tiêu. Thành ra là ông Khổng Tử, cái phe nho học đó, họ nói là phò nhân dị tất thượng thanh tiêu. Mình muốn đưa người ta lên tới cái điện Ngọc Hoàng Thượng Đế để làm quan của Ngọc Hoàng Thượng Đế, chưa chắc được. Thôi nhân dị tất điền câu hát, mình dùng ý mình xô người ta để cho người ta ngã quỵ, cho người ta lọt di dũng di môn, cho người ta tàn đời người ta. Nhưng mà không chắc làm được. Muốn là một việc, mà làm được hay không là còn việc khác. Đó, cái đạo nho nó cũng có những câu hay lắm. Nhưng chỉ có cái Khổng Tử là ham làm quan quá, cho nên là để cái quyền lợi của nhà vua quá cao, cho nên là có người ta chê Khổng Tử. Chứ cái đạo tổng cũng có những cái hay. Cho nên là tranh thế sự trong năm bạc. Cái bức tranh thế sự lâu năm nó bạc là nó nhợt nhạt cái màu. Màu sắc nó nhợt nhạt. Bị cái búa thời gian nó mài, nó vũa, nó đẻo, nó gọt. Thành ra cái màu sắc của cái bức tranh đó lâu năm rồi, trăm năm mà là nó bạc phách rồi. Thậm chí nó không còn gì nữa. Rồi cái con hai đuôi rồi con mọt rồi đó, nó ăn lâm nhâm hết trơn rồi. Thành ra nếu mà thật sự là bức tranh thế sự thì trăm năm bạc. Mà mình cạnh tranh với thế sự thì cuối cuộc đời mình đó, nó cũng bạc bẽo lắm. Đừng biết bao nhiêu gì tổng thống, làm tổng thống là hy vọng mình làm lợi ích cho nước, cho dân mình đó chứ. Nhưng mà chưa tới trăm năm, mới có 7-8 năm mà nhiều khi nó đã bạc rồi. Nó bạc bẽo rồi, nó đuổi mình làm tổng thống mà mình đòi ở thì thành nữa nó không cho. À, nó lục xích mình rồi, rồi nó còn đưa mình lên rừng ở. Cho tới đổi một cái thẻ trong cái hội thể dục thể thao thôi, mà nó cũng lấy luôn. Nó lấy, nó đòi luôn cả cái thẻ hội viên của thể dục thể thao. Nghĩa là anh ở trên rừng thì anh không có được về thị thành nữa. Đấy, nó bạc vậy. Là cái đó là các vị nào mà có nghe đài thế giới rồi các vị có nghe báo chí của trong nước mà nước trên thế giới là các vị nhớ cái đó. Giờ tôi không nói chi, nói lỡ cái ông đó ông còn ông tuổi thân ông tội nghiệp. Chứ trên thế sự nó bạc dữ lắm. Khi mình thôi làm tổng thống rồi là cái thẻ hội viên của cái hội quần vợt thôi, cái hội đánh gôn thôi, mà nó không cho mình trở về. Nó bạc tới cỡ vậy lắm. Rồi tất nhiên là bạn bè vậy nó không dám chơi mình đó. Bởi vì chơi thì mình nó nói là cái thằng đó, cái ông đó nó bị sa thải rồi, nó bị khai trừ rồi, giờ mình không có chơi nữa. Chúc trời ơi, lúc đó nó bạc sao đâu. Cái chữ bạc đó nó nổi cộm lên rõ ràng. Bạc trắng, bạc thao cầu giá đêm rằm. Sướng vậy đó. Tranh thế sự trong năm bạc. Tham sân si mang nghiệp vào thân, chứ không có nói sao. Trong cái câu đối là tham sân si sao mang nghiệp vào thân.
Tôi phân tích cho những huynh đệ học trò tôi đó, tôi nói tham cho sư mang nghiệp vào thân cho chữ sau này phải bỏ đi. Cũng như bên kia bỏ chữ sớm, sớm tu nhân thành Phật bỏ chữ sớm. Bên đây là sau mang nghiệp vào thân bỏ chữ sau, là cặp câu đối này rất là giá trị. Hỏi tại sao bỏ? Tôi nói thật đó, tôi biểu anh ngon anh là bây giờ này tôi cho phép 15 phút đi ra ngoài kia cả. Lại chằn ràng rồi đem chìa khóa giả theo cả sâu vậy đó, rồi chằn ràng mấy cái chỗ xe gắn máy, mấy chỗ tôi giữ xe gắn máy mướn đó, lại nó chằn ràng là giả đòi ngồi xuống mở đi coi mình muốn ăn cắp xe người ta mà đây ăn cắp giả thôi chứ chưa phải là ăn cắp thiệt, là đi coi cả sao mới mang nghiệp, hay là những người giữ xe đó nó mời công an tới, nó điều nghi bây giờ nó tra, mà công an tra kỳ lắm nha. Anh cấp một chiếc đây mà ảnh để đó, anh làm việc luôn mấy ngày đó, anh làm sao mà là mấy người anh cấp xe ta khai ra hết thải từ trước bây giờ là 15 chiếc. À tôi đọc mấy cái tin đó tôi nghe tôi cười quá, hay làm nghề tôi ăn mà nếu mà làm đúng là cũng phước dữ lắm đó chứ. Người ta được như vậy rồi ta mừng biết bao nhiêu, ta mất hết dài là trong vòng tháng này mà nó làm 15 chiếc rồi. Thế là những người mà trong vòng tháng này mà 15 chiếc xe đó mà nghe như vậy đó, rồi có thể có chiếc là đi tìm lấy lại còn đó. Còn cái xe của mình còn có bán cho qua sang tay gì đó, nhưng mà công an có thể đi tìm được đó nha. Rồi cái anh mà mua xe gian nó cũng bị tội luôn đó. Anh Trời Giang là cũng gì tham, cũng mua rẻ, xe có giấy tờ mua rẻ, thật là tham mua, xe của anh ta là 10 triệu mua được có chừng 2 triệu rưỡi cũng mắc nè. Thế thì là vì tham rẻ mà là cũng mang nghiệp vào thân, rồi gì đi ăn cắp xe cũng mang nghiệp vào thân, mà đây là ăn cắp thử chơi thôi, cũng vẫn mang nghiệp vào thân, mà không có sao vậy đó, bị liền ra. Đó, tôi nói rồi cười, nó cười khoái chí. Nó đúng. Sao sẽ khi là mang nghiệp vào thân chứ không có đợi sao. Cũng như là tôi làm vậy. Đối với tôi là tôi hướng dẫn các Phật tử tôi đó. Tôi hành là bỏ thân, bỏ thân, bỏ đi là được hạnh phúc an lành. Ngay trong cuộc sống của mình, trong gia đình mình. Chứ không phải là dứt bỏ thân sân si rồi các vị sau này mới được hưởng. Tôi không chịu nói vậy. Dứt bỏ thân sân si là hưởng hạnh phúc. Cha con chồng vợ có một cái gia đình gọi là gia đình giáng sinh thực là vô còn sống mà hưởng được hạnh phúc an lành, không có các sự khổ mà chỉ hưởng các ngày vui thì gọi là người đó giáng sinh thực là. Chứ đối với tôi là không có chờ ngày chết sau mới giáng sinh thực là, không có. Nói đó là nói, tôi cho là nó bậy mà sự thật là nó bậy. Người ta đổi cái thúng lên đầu 100 kg mà người ta bóc ra là ta dục được 30 kg là không có nhẹ hay sao? Không phải là nhẹ hơn sao? Rồi còn 70 kg ta bóc thì dục một hồi nữa là nó còn 10 kg, không có nhẹ hơn hay sao? Nhẹ chứ, bóc dục là nhẹ chứ, rồi dục nữa là đi là dục hết quăng luôn cái thúng, có nhẹ không? Hay là đời sau mới nhẹ? Hay là năm 10 năm 15 năm sau nó mới nhẹ? Nói như vậy nghĩ đi, cho nên là không có sao. Tham sân si là mang nghiệp vào thân, tiền cấp là bị bắt liền, bị tra liền. Tham sân si là gia đình tan nát liền, sân cực độ có thể đốt nhà lập tức, chẳng những cháy nhà mình còn cháy nhà người khác nữa, cho nên cái tội nặng dữ lắm. Chỉ vì một lần sân ha, mà sân đó nó phát xuất từ cái si là không có cái sự nhận thức đúng đắn, cho nên là nó nhất tinh chi quả năng thiêu thiên dạng khoảnh chi sơn bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức. Rồi một đốm lửa sân nó có thể nó đốt cả một cái rừng, bao nhiêu trăm ngàn mẫu rừng, một cơn thịnh nộ có thể giết vợ, giết con, giết chồng, đốt nhà. Thế thì là tham sân si là nó có tai họa liền, chứ đâu có mới sao mới mang nghiệp vào thân. Thế là cái câu mà tôi nói như thế là các vị học trò đó
họ phải chấp nhận lời nói của tôi là đúng. Dù là ông tổ ngồi trên bàn có hơi nhọc nhằn tí, nhưng mà nếu mà tổ xịn á, người ta không có nhọc nhạt, à thế là ta có chỗ hở. Cũng như luật pháp vậy, người ta làm hiến pháp, người ta làm nghị quyết nghị định chứ có chỗ hở chứ. Bởi vì người nào cũng có thể giỏi, mà cũng có những cái nào đó nó sơ sót, nó sai sức, nó có kẻ hở. Cho nên là luật pháp mà nhiều khi cho kẻ hở một chút đó, là những cái người mà bất chính là người ta lợi dụng kẻ hở đó là nhà nước có thể là mất hàng ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ đó. Một kẻ hở của luật pháp là quốc gia mất tiền, mất của dữ lắm. Thế thì là giàu là ông tổ thì nữa chứ cũng có kẻ hở chứ. Cũng có cái nhận định của mình cũng có lúc non chứ. À, do vậy mà tôi nghĩ rằng là ông tổ và tổ xịn đó thì người ta cũng không đau khổ gì đâu. Thì trong lúc đó là các vị học trò thấy cái chỗ đó rất là thích. Tôi còn lôi tới cái ông ở trên bàn tổ, người ta tôi giảng là bay luôn ông bàn tổ. Những năm sau tôi coi cái bàn tổ nó đổi câu đối liền. Câu đối ở trong chùa mà tôi đem ra tôi phân tích là ông tổ nó bay luôn. Chuyện đó là chuyện có thật. Mà đều bây giờ không có nói chùa chi, cũng không nói câu đối chi, nhưng mà ta đổi rồi thì được rồi. Ta ngầm không nghe mình ngay đó lúc đó, nhưng mà ta đổi là được rồi, là thành công rồi. Cho nên là tôi nói các Phật tử đấy, cái kiểu mà giảng kinh Pháp Bảo Đàn mà thấy ông tổ Huệ Năng mà xin có cái miếng đất bằng cái tọa cụ à, mà tới chừng tung ra cái là nó cả xã cả huyện gì đó. Tôi nghe cái đó là cái đồ đó phải lấy giết mà gạch mà bỏ đi. Cái thằng nào mà viết kinh như vậy thì làm sao làm đệ tử Phật được? Những cái thằng nào mà biên kinh như vậy mà làm đệ tử Phật cái gì? Mà quan ninh cái hành động của một ông tổ mình như vậy thì cái thằng đó là cái thằng gì? Rồi tôi nói vậy các vị đó tôi hổn, nói cái ông đó hồi đó giờ người ta sống lâu rồi sao giờ mình còn nói vậy là hổn, nó không có hổn vậy đó. Cái đó là phải kêu bằng thành chứ không có cái ông cái hòa thượng đại đức gì được hết á. Cái tâm hồn của anh vậy mà anh lãnh đạo người ta là sao? Xin người ta bằng cái tọa cụ, mà ta biết cái tọa cụ là khoảng cái chừng tôi cho anh có tham lam anh làm lớn hơn của Phật đi, thì cũng cỡ chừng thức rưỡi một bề để mà ngồi á, mà tôi cho hai thước đi, thế thì hai thước một cạnh là ta cho anh bốn thước vuông, anh tung ra cái anh lấy cả xã của ta là sao? Cho nên giảng kinh vậy tôi không có chịu. Vì thế mà không phải là đọc quyển kinh nào cũng gọi là kinh là tôi sợ đâu nhé. Tôi báo cho mà biết trước, không phải những bậc gọi là lớn tuổi, gọi là người xưa mà viết kinh kiểu nào rồi gọi là kinh ở trong cái quyển kinh đó, rồi trộn lộn ở trong đó đủ thứ bậy bạ tổng tôi lượm ra hết. Tôi là người biết ăn gạo, tôi biết mua gạo, mà gạo nào là gạo nào hơn chợ nào tôi biết, gạo nào là gạo Thành Nông tôi biết. Tôi giờ không gạo tôi còn lấy ra được, mà hút chi là trộn đất trộn sỏi đâu là tôi lượm tất hết. Đấy, học đạo Phật phải vậy đó. Gọi là văn như tư, tư như tu, là phải học cái kiểu vậy đó. Chứ ai nói gì các vị cũng nghe hết á. Chị tôi hồi đó rồi nha, tôi nói mà chị nói không có hủng. Chị mê Phật sống. Hồi thời kỳ mà còn chiến tranh đó, mà từ cái nhà của chị đó, mà chị, nhà tôi, chị tôi là ở làng Đông Hiệp, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, mà đi vô trong cái lạy, mà đi vô trong cái sâu hơn cái ngọn Bà Rài cái lạy nữa, đi tìm một cái ông Phật sống để mà chiêm ngưỡng, dẫn hai ba bà mê tín dị đoan đi chiêm ngưỡng tìm Phật sống. Mà đi trên đường đi đó là bán chết bán sống à. Đi mà nếu mà gặp những người cách mạng mà ta nhìn người lạ mặt mà đi bậy bạ trong đó là lỡ quá là không có ngày về đấy. Hoặc là đi đụng miền của Tây nó gài tùm lum cũng có thể chết đấy. Vậy mà đi cho được vậy đó. Đi vô tới gọi là cái chỗ kia mà ngã ba cái chí.
tìm một cái người, một cái người mà khùng khùng điên điên mà ngồi thường thường là ở chuồng trùng giống, rồi chị tôi với lại với bạn bè của chị mới tìm gặp hỏi bà mẹ của cái cậu đó, thì bà mẹ cậu đó nói rằng cậu này là chẳng qua là một cái tai nạn của thiên tai, à bị trong một cái dịp trời gầm trời đánh mà nó gần chết mà nó không chết, thành nó hoảng quá rồi giờ nó điên khùng. Và điên khùng cho nên là có lúc bận quần, có lúc không bận quần cũng được, có lúc có áo có sập sệ, còn có lúc không có áo trần truồng luôn mà ngồi ngơ ngơ vậy đó. Mà nhiều người lại gì đó gọi là hoạt sống, rồi có người lại đem chai nước theo rồi xối trên vai trên đầu đó, rồi hứng nước đem về để trị bệnh nữa chứ. Ôi chú cha, tôi nghe cái đó thiệt là chưa bao giờ tôi khó chịu bằng, nhưng mà khó chịu thôi, mình chưa giáo hóa người ta được, người ta chưa nghe được những cái lẽ phải. Chứ cái người mà học Phật người ta biết là cái chữ Phật là không bao giờ có như ở trong thằng khùng. Chữ Phật không có ở trong thằng khùng. Chữ Phật không có ở trong cái người làm đồng làm bốc, ở trong cô sát cậu, chữ Phật không có trong đó. Sát cô sát cậu, các vị nói trúng việc gì đó không có. Không có Phật ở trong đó. Phật phải là cái người giác ngộ chân lý, giác ngộ vô thượng, giác ngộ không còn có bậc nào trên, thì gọi gì đó mới là cái gì đó là gì Phật. Chứ còn Phật không có hình thức, ở trong hình thức bất cứ của cái hình thức nào khác lạ với con người, càng không có điên. Cho nên là để ý cái chữ Phật đó chứ. Chữ Phật không phải người trí tuệ cực kỳ tột đỉnh cao của trí tuệ, giác ngộ chân lý, sống đúng chân lý, thì như đó là Phật. Cho nên đối với tôi mà nói là Phật sống tôi cũng còn không chịu nữa mà. Nhiều người được chiêm ngưỡng Phật sống về mừng hí hửng đem khoe với tôi cười á. Nói với họ là họ ghét mình, chứ hỏi một câu thôi họ nói họ trả lời cũng không dễ gì trả lời được. Đối với tôi là không có Phật sống. Phật là Phật, hai là phàm phu là vô minh. Mà cái người mà gạn lọc hết vô minh, hết tham sân si mạng nghi, hết thân kiến biên kiến tà kiến thủ giới cấm thủ, gọi là kiến tư hoặc, hết dứt bỏ hết cái trần sa hoặc, dứt bỏ hết cái vô minh hoặc, là người đó giác ngộ chân lý vô thượng là Phật. Thì cái người đó người ta vẫn là đi trên mặt đất cơ mà. Ví dụ như Phật Thích Ca mà mình tôn thờ đó là cái bậc giác ngộ vô thượng, là Phật đó. Thế thì Phật là Phật. Còn người không có giác ngộ, không có trí tuệ mà mê tín dị đoan nguyện lực quan đường, thì người đó gọi là phàm phu trai. Gọi là bạc đĩa phàm phu. Mà gột rửa lột bỏ hết những cái chất bạc địa phạm phu mê tín dị đoan nguyễn quan quan đường mà sống đúng chân lý, thì gọi là người đó là Phật. Phật là cái người giác ngộ vô thượng, không còn ai trên. Thế thì trong lúc giác ngộ vô thượng vẫn sống kia mà. Do vậy cho nên là người nào đầy ấp vô minh phiền não thì gọi là bạc địa phạm phu. Người nào giác ngộ chân lý là 100% thì gọi là Phật. Cho nên bỏ cái từ sống đi. Người nào mà gặp Phật sống mà mừng là người đó là rất là dày đặc vô minh, không phải đệ tử Phật. Nói như vậy là sỉ nhục Phật, là quý bán Phật, là làm cho nhục nhã những người mà tu theo đạo Phật. Bởi vì sao? Bởi vì đâu có Phật chết. Người tu theo đạo Phật người ta tôn thờ Phật sống chứ không ai thờ Phật chết. Thằng nào là chết mới là Phật đâu? Thằng nào chết với thằng Phật, tôi chỉ thằng đó tôi coi. Không có. Phật Thích Ca là giáo chủ của Ta Bà, mà là một vị Phật, một vị Thế Tôn. Như Lai chánh biến, ứng cúng chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn là Đức Thích Ca. Thế thì còn cái thằng nào là Phật chết là thằng nào? Không có cái ông Phật chết. Mà đã không có Phật chết thì là không có Phật sống.
Cái chữ đó, cái từ đó khó học lắm đó. Mà tôi nói như vậy là biết đau đụng biết bao nhiêu người. Người ta không thèm nghe tôi là tại vì tôi nói rõ quá đi. Nó rõ không còn cách nó rõ, nó kiểu nào rõ hơn được. Cho nên là đụng tới người ta. Rồi người ta không thèm làm đệ tử tôi. Mà tôi đâu có cần làm đệ tử chứ. Tôi cần nói rõ, nói sự thật để cho những người gọi là đệ tử Phật phát tâm tu theo đạo Phật, đừng sỉ nhục Đức Phật, đừng làm cho đạo Phật ô uế. Mà người ta nghe rồi người ta tưởng đâu là những người tu theo đạo Phật đều là ngu hết. Ngu hết mới tin như vậy chứ, những người không ngu sao tin vậy được. Thế là trong đó là mình có ý niệm, có cái ý nguyện, ý không phải có ý, nhưng mà dường như là mình có ý quỷ bán sỉ nhục đạo Phật vậy. Cho nên tôi không chịu. Hồi thầy của tôi, thầy tôi được đi Ấn Độ, thầy tôi còn xin tiền. Bây giờ ổng qua đời rồi, nhắc lại thì sợ ổng. Nhưng mà ổng đâu có còn, thành ra ổng chắc qua, ổng còn đâu để buồn. Cái đó là sự thật thôi. Ổng đi Ấn Độ rồi về, ổng nói ổng gặp được Phật sống, ổng mừng, ổng thuật lại cái cuộc hành trình đi Ấn Độ cho tụi tôi nghe. Tụi tôi là học trò mà. Ông dạy học rồi ông thuật lại. Ông mừng là được tiếp chuyện với Phật sống. Tôi nghe như này tôi cười. Tôi cười mình tôi à. Giống như hồi đó Phật đưa lên cái bông sen rồi ông Ca Diếp cười. Có mình ông Ca Diếp cười. Ở đây là tôi nghe câu chuyện đó là tự tôi cười. Nhưng mà hồi đó ông Ca Diếp ông cười là vì ông nắm được cái ý của Phật. Ông cười. Còn tôi là trên đây tôi tội nghiệp thầy tôi cười. Tôi ngồi tôi nghe mà tôi tội nghiệp thầy tôi rồi tôi cười. Mà không dám nói ra. Thầy tôi thực hiện là gặp được Phật sống. Rồi gọi là tiếp chuyện hầu chuyện với Phật sống. Nghe cả đó là tôi đã cười rồi. Bởi vì đối với tôi là như tôi vừa nói đấy. Một là bạc địa phàm phu, là người đầy ấp vô minh. Ba cái thứ hoặc, kiến thứ hoặc còn nguyên, trần sa hoặc còn nguyên, vô minh hoặc chưa diệt được, gọi là bạc địa phàm phu. Còn hễ dứt hết ba cái thứ hoặc đó, là Như Lai, là ứng cúng, là chánh miến tri, là minh hạnh túc, là thiện thể, là thế gian giải, là vô thượng sĩ, là điều ngự trưởng phu, là thiên nhân sư, là Phật Thế Tôn. Mười đức hiệu dẫn sống nhân, làm gì có Phật chết mà phải nói Phật sống. Ủa chỗ đó là cái chỗ học với âm vậy đó mà những người Phật tử không chịu nghe mới là lạ chứ. Với âm vậy đó mà không chịu nghe mới là lạ. Để đi kiếm cái ông mà ngồi mà cùng cùng điên điên vậy đó. Rồi tới chừng chỉ về chỉ bực mình quá, đi đau khổ quá, nên mấy bà rủ tôi đi. Đi vừa tưởng gì đâu thấy cái dương vật của thằng đó gì mà nó dài thuộc, giống như cũng phải từ vậy, phải từ bự vậy đó. Mà mấy bà rủ tôi đi, mấy ông là chết. Đấy, chỉ tôi đấy, những ai. Mà chỉ đi còn hai ba chỗ khác nữa thôi. Bởi vì lúc đó chỉ bệnh. Trong cơ thể chỉ bệnh là chỉ cái bằng gọi là đau chiên hạ bệ đó mà. Thầy thuốc này thấy cũng chưa hết, thầy thuốc kia cũng chưa hết, đi kiếm mấy ông Phật sống vậy đó. Cuối cùng không hết. Tôi làm đó tôi về qua tôi biết bây giờ chị phải nghe lời tôi. Chị nghe lời nhiều người khác quá là không được rồi. Bây giờ tôi yêu cầu tôi khuyên chị nghe lời tôi đi. Chị đi nhà thương giờ này, cho họ coi cái bụng chị là cái gì. Thế được này là sinh phụ nữ mà sinh đẻ 3, 4, 5 đứa rồi cái gì nó còn gì động rồi nó gọi sắp nhau sắp chiếc gì đó rồi nó lớn cái bụng ra mà đi về Phật sống vậy đó. Nó dạy tu kiểu này kiểu nọ để mà được lành đó. Không có ông nào làm được gì hết. Cuối cùng tôi yêu cầu chỉ đi và tôi trở về. Họ khám xong rồi họ đề nghị mổ lấy ra cả thùng thiết, nửa thùng thiết, cái ô uế nước nôi gì đó, cái bụng chỉ xẹp,
chị sống thêm là mười mấy năm nữa. Ôi chị mừng quá, chị nói chị coi bác sĩ giống như là Phật vậy. Chứ bây giờ bác sĩ là Phật, bởi vì Phật cứu chị. Ờ à, chị quý bác sĩ. Đồng nghĩa lớn chị đó là nhà quê, thành ra bác sĩ mà cứu được rồi là chị lại bác sĩ á. Chứ mà như dân Sài Gòn mà trả tiền rồi là hết đâu, không có đâu. Chị lại bác sĩ á. Cái người nhà quê nó người ta chưa có hiểu tự quý của bản thân. Thành ra người nào cứu được là cái ơn của ta là trọng lắm. Bởi vì là tái sanh chi đức chiếc nhị thiên. Ở trên đó là cái đức tái sanh. Cho nên là chị nói là tôi nghe tôi cũng xúc động đấy. Lại bác sĩ cũng không sao. Bởi vì cái chữ nhị thiên đường đó, cái chữ dầu nhị thiên đường đó là tái tạo chi đức là giết tái sanh. Mà tái sanh chi đức giết nhị thiên. Của cái chữ nhị thiên đường dầu của Việt Nam này hay lắm. Cái người mà tái tạo, cái đức tái tạo, người ta tái tạo lại được, gọi là tái tạo chi đức là giết tái sanh. Mà tái sanh chi đức là giết nhị thiên. À, cái đức tái sanh là coi như là ông trời thứ hai vậy đó. Cho nên là mấy ông tạo chữ ghi gốc để chữ rất là độc đáo. Dầu nhị thiên đường, tức là cái dầu đây là cái dầu tái sanh chi đức. Chứ cái dầu này là có thể là tái sanh đấy. Cho nên để nhị thiên đường. Cho nên là chị mà bị bệnh rồi chị quý bác sĩ, tôi nghe tôi cười quá. Cười đúng rồi, chị làm đúng đạo nho rồi. Tái sanh chi đức giết nhị thiên. Ông bác sĩ mà cứu được chị là ông trời thứ hai. À, là cái người ta là tái sinh mình. Đấy. Cho nên là tôi nói dài tôi gọi là hướng dẫn tôi từ xa. À, những cái nào cần thiết tôi nói là tôi nói, cho tôi không cần cái bộ kinh gì hết. Kinh nó biến ra. Kinh điển nó phải biến ra, nghĩa là trong cái hành động, trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Chứ kinh điển mà ôm nguyên bộ nó mà tụng được cái gì tẩm. Ôm nguyên bộ kinh tụng là mấy người làm cho Đức Phật bị quả báo đấy. Phật mà còn bị quả báo thì còn gì là Phật. Vậy mà các vị làm cho Phật bị quả báo nha. Có bài thơ Phật bị quả báo đó. Cái mà tôi nói đó, các vị nghe kể cả cái chuyện mà bài bài kể bài thơ là câu đối rồi đó, tôi nói cái đó là kinh điển nó biến ra đó. Nó biến ra rồi mình phải nhìn đâu mình cũng thấy là đạo Phật hết á. Giờ câu nói mình cũng cắt nghĩa là cái quan điểm của đạo Phật được. Giờ bài thơ mình cũng cắt nghĩa là quan điểm đạo Phật được. Giờ cái tượng thờ trên bàn mình cũng cắt nghĩa đạo Phật được. Bởi vì là luôn luôn là mình thiền định. Luôn luôn là mình thiền định. Mà thiền định đó thì là nhìn giảng pháp qua nhãn quan của Phật giáo. À, chứ không phải là ôm kinh đó mà gọi là tu đâu. Ôm kinh đó là tụng cả ngày gọi là tu, không phải vậy. Đây là liễu giữa đường, tôi có câu đối đây nè. Liễu gì? Liễu mà quên hết rồi nè. Liễu triệt tam vô điếu ngữ thiền minh, liễu triệt tam vô hốt kiến điếu ngữ thiền minh giai đạo lý, liễu tri thức đại cực quan xương đầu diệp lạc thị thiền na. Xương đầu lạc diệp thị thiền na cũng được, hay là xương đầu lạc diệp thị lăng nghiêm cũng được, bởi vì lăng nghiêm cũng tức là thiền na, là tam ma bát đề, là tên của đại định. Cái người nào mà liễu triệt được tam vô, hiểu rõ về ý nghĩa giảng pháp vậy không, hiểu nghĩa hiểu rõ được là cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng, hiểu rõ rằng là niết bàn cực lạc là vô tác, nghĩa là không có do ai làm ra hết á. Niết bàn không do ai làm ra hết. Cực lạc cũng không do ai làm ra hết á.
Cho nên mình đừng có mong cái đó. Cái đó trong đạo Phật gọi là liễu nhân. Bỏ hết phiền não vô minh là tự có cái đó mà không có ai làm ra cái đó. Bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc là có niết bàn mà không có ai làm cái niết bàn ra được hết. Chỉ cái điều kiện của nó gọi là liễu nhân đó, là bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc là niết bàn tự có. Cảnh giới cực lạc cũng vậy, cũng bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc là cực lạc tự có. Bỏ hết cái tâm tham sân si mạn nghi đó, là cái tâm mà vui mừng buồn giận nó ghét đó, tức là bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc, bỏ hết thì tự nó có cảnh giới cực lạc. Cho nên cực lạc là liễu nhân, do bỏ cái này mà nó có cái kia. Nó giống như là cái nhà tối đen, không bao giờ mình thấy cái gì. Mà có một cái bóng đèn một ngàn quát bật lên cái cốc, là tất cả những cái đèn kia, đố ai mà tìm, nó biến đi đâu, nó thành cái gì, không có. Vậy mà cái đèn hồi nãy đó mất đi, không ai tìm được, mà cái sáng nó đến với cái toàn diện vậy. Đó, cho nên là cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà là liễu nhân. Niết bàn của Phật Thích Ca là liễu nhân. Bật bóng đèn lên cái cốc là cái đèn tự mất. Bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc là niết bàn hiện ra. Bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc là cực lạc hiện ra. Chứ cực lạc không có ai làm, không có làm bằng cái gì được hết rồi. Đừng có lấy ly vàng bạc lưu ly mà lê xoa cừ xích châu mã não san hô hết mà làm ra cảnh giới cực lạc, cái đó là mình nói chơi đấy, thậm chí là nói gạt nữa, nó gạt nít, cũng giống như là ba má vậy đó. Nít là cái bụng nó chân ban, không muốn cho nó uống thánh sắc lãi nó không có uống. Cho nên là nhét cái thuốc sắc lãi trong cái chuối biểu này con cái này má cho con ăn chuối nè. Này thì biểu nó ăn chuối, gạt nó, cho nó ăn chuối cho thì thật là muốn cứu nó, cái bụng trăng ban của nó cho nó hết, là để nó sống lại ở trong cái trái chuối cho nó ăn. Cho thì thật là không phải cho nó ăn chuối đâu, nhưng mà không có chuối nó không ăn. Đấy, cái chuyện gì hiểu như vậy mà các vị cũng không hiểu được. Các vị là mê cái nước cực lạc bằng vàng bạc lô ly ba lê xoay cười xích châu là ở cái gì được, vợ người ta ở là nó cây, nó có rừng cây, nó có oxy rồi, nó có bóng mát rồi, mày ngồi có cây chơi rồi mới được chứ. Chứ còn cây là bằng kim loại không như vậy thì gọi là đẹp mà đẹp sao. Vậy mà các vị mê thì tôi cũng không hiểu mê sao, chứ tôi nghe Kinh Di Đà nói vậy tôi cười rồi. Không có mê được. Đất mà bằng lưu ly pha lê rồi nó cứng nhắc rồi nó trơn trù vậy, rồi đi mà đi về cao gót như mấy cô mấy bà ngày nay, trời đất ơi, nó trợt nó té sao chịu nổi. Cho nên cảnh giới cực lạc không phải. Nhưng mà Kinh Phật nói đàng hoàng đó nha. Họ nói đàng hoàng mà mình phải hiểu khác chứ. Mình phải có cái trí tuệ, mình phải hiểu, như cũng như mình đọc một bài văn vậy đó. Bài văn trong đó cái chủ đích người ta muốn giảng cái gì, ta muốn nói cho mình nghe cái gì, ta giảng cái gì. Mà nếu các vị y ra cái bài văn không thì các vị không có biết cái gì hết trơn. Y ra cái ngôn ngữ văn tự mà các vị không có suy tư thì các vị không hề biết cái gì trong đó. Một quyển tiểu thuyết nào, một quyển sách nào, một giáo tuồng nào cũng đều có cái chủ đích riêng ở bên trong đó. Kể cả tuồng cải lương, kể cả tuồng hát bội, không phải người ta hát cho các vị để nhìn cái mặt của người nghệ sĩ đó, không phải là ta cố ý để cho các vị nhìn cái đẹp của chú kép của cô nào rồi thôi đâu, mà nó có lồng một cái giá trị giáo dục, mà cái giáo dục đó có thể để lâu dài được, tôi gọi đó là văn hóa, nghệ thuật, văn hóa đều là có lồng cái chủ đích để giáo dục có trọng. Cái người biết coi, người biết coi hát, người biết coi kịch, thí dụ như vở kịch Lá Sầu Riêng hay lắm đó, thí dụ như cái vở tuồng
cái vợ cái lương mà của Úc ôm mà ca về về tuyệt tình ca một, tuyệt tình ca hai đó, cái giá trị giáo dục của trong đó hay lắm đó. Cái giá trị của cái tuồng mà hát tiếng trong mì linh đó, nó có cái chủ đích ở trong đó là giáo dục về lịch sử hay lắm đó. Mà nó có chủ đích của cái vở kịch, cái vở tuồng, cái bài văn. Thậm chí ta nhìn cái bức vẽ nó không có nói gì hết, mà ta nghe ta cũng là thấy được tình hình vẽ cái gì trong đó đó. Ta cố ta tuyên truyền cái gì, ta muốn giáo dục cái gì. Thì học Phật cũng vậy. Đừng có nghe Đức Phật cái gì là nói cái cảnh giới đó toàn là bằng lưu ly pha lê sa cừ thích châu ma não sa hồ vách trân châu các thứ báo. Cái quả nếu như vậy là sao được? Nhưng mà đó, đó là chuối đó, mà bên trong nó thuốc ở trong. Ta muốn cho uống thuốc rồi bằng cái cách là cho ăn chuối. Ta muốn ta nói cái gì thì các vị thích. Nhưng mà chỉ có đứa nhỏ nó mới là thích ăn chuối, để nó lầm tưởng nó ăn chuối. Và nó được lành bệnh bởi nó lầm tưởng nó ăn chuối mà nó được lành bệnh. Cho nên đưa chuối cho nó ăn để nó được lành bệnh. Còn cái người trí người ta không thèm ăn chuối. Mà người ta vẫn được lành bệnh là gì? Người ta biết rằng ta có bệnh là ta tìm thuốc mà uống. Tự đi mua uống nữa cơ, chứ không cần phải để cho ai đó gạt mình phải ăn chuối để mà được lành bệnh. Đây vấn đề học đạo là mình phải có văn di tư, tư di tu là vậy đó. Cho nên hãy coi chừng những người ôm kè những quyển kinh, hãy coi chừng những cái người bạn đạo mà tụng kinh từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Đi theo là cái đó không có được gì hết trơn. Vô tình là mình làm ông Phật mình đau khổ thôi. Cho nên là cái bài đầu đề trong cái bài Như Quyến Thiền Sư bài thơ đó, có bài thơ rằng: giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi ta bà, kinh truyền độ thế ba tâm hội, mà phải ngồi nghe Phật Thích Ca. Cái đầu đề là quả báo của Phật. Thật sự có phải quả báo của Phật không? Làm gì Phật mà bị quả báo? Vậy mà đệ tử Phật làm cho Phật bị quả báo đó. Phật giải tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Nghe kinh Phật kinh là để tìm hiểu Phật giải những gì mình làm cái đó. Mà mình dám cho mình tụng là sao? Ta viết sách nữ công gia chánh là để dạy người phụ nữ, dạy người muốn làm đầu bếp quốc tế, dựa vào sách nữ công gia chánh mà học rồi nấu từng món cho được. Gia vị cho ngon phải nhờ nhiều người sành ăn thử rồi lấy cái khẩu vị bậc trung đó mà nấu, mà biến chế, mà ăn. Trên sách nữ công gia chánh người ta viết là cả 500 trang mà đem về rồi cũng không vậy. Rồi hy vọng là có đồ ăn ngon là sao? Mấy người hiểu gì cái gì kỳ cục vậy? Kinh Phật vậy là dài cả ngàn trang người đem nó tổng là tổng sao? Để được cái gì? Đó, chuyện vậy rồi mà chúng ta không hiểu là tôi không hiểu là các vị đòi tu để thành Phật. Thành Phật là phải trí tuệ đạt đến cao vô thượng. Ở đây chuyện tầm thường các vị không chịu thiền định. Các vị không tư duy. Các vị không quán chiếu mà các vị đòi làm Phật là sao? Đó, cho nên tôi nói như vậy. Nghĩa là tôi muốn các vị xét lại cái việc tu hành của mình để được lợi ích thật sự. Ngay lúc hết Bồ Đề Tâm tu tập là đã có được an lành hạnh phúc liền. Dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào kiến hoặc, tư hoặc là cái nguyên nhân đau khổ của cõi ta bà. Mà các vị loại bỏ kiến hoặc, tư hoặc có nghĩa là các vị loại bỏ cái nguyên nhân đau khổ của cõi ta bà thì cõi ta bà không có cơ hội để hoàn thành kèm hãm làm cho các vị đau khổ nữa.
Bởi vì kiếm hoặc từ hoặc tôi ví như là các vị đội trên đầu 100 kg, các vị gùi trên lưng 100 kg. 200 kg đó là kiếm hoặc từ hoặc tầng sao hoặc vô minh hoặc đó. Thế thì các vị biết đó là nguyên nhân của nặng nề của đau khổ, thì các vị cứ bóc bỏ quăng nó ra, quăng nó ra từng món, các vị quăng một hơi là 100 kg trên đầu các vị hết rồi, là cái đầu nhẹ rồi. Còn phía sau này 100 kg quăng nữa, quăng riết hết rồi quăng luôn cả cái gùi, thì các vị là cái người như không thảnh thơi, không dông muôn dặm, trở thành là người không gùi, người không đội, không gánh, không sắp, không mang, thì chẳng phải là cái người không dông muôn dặm, đi tới đâu cũng nhẹ nhàng sung sướng đó sao? Vấn đề tu là vậy đó. Cho nên là tôi mong rằng là cái lời nói thiệt các vị để ý nghe đi, cho tôi nói là bởi vì nó rõ quá, mà nó rõ quá nhiều khi nó đụng những cái sai lầm của nhiều người quá. Mà tôi đây là tôi nói cái sai lầm, đây là sai lầm tôi nói theo quan điểm của đạo Phật nha. Những người ở trong đạo Phật thì tôi mới dám nói rằng là cái sai lầm của ai đó là đối với đạo Phật. Còn nếu các vị không phải đạo Phật thì các vị cứ làm theo ý các vị, coi như là nói tôi, các vị đừng nghe và đừng thèm kể gì hết. Tôi không dám nói các vị đâu, bởi vì xã hội người ta có nhiều tôn giáo, người ta có nhiều giai cấp, người ta có nhiều trình độ, ta có nhiều tư tưởng, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do là giải phóng con người của người ta, tôi không hề động. Nhưng mà tôi nói với cái vai trò trách nhiệm của một tu sĩ Phật giáo, tôi có nghiên cứu đạo Phật, cho nên tôi nói tôi phân tích những cái gọi là sai lầm. Nếu cái sai lầm đó nó trong phạm vi của đạo Phật thì cái đó đáng được gọi là sai lầm, cần phải sửa. Cho nên là tôi xin nhắc lại là tôi nói với những người nào phát tâm đi theo con đường đạo của đạo Phật Thích Ca, cho nên là các vị là đệ tử Phật thì tôi yêu cầu, hy vọng các vị nghe để mà tự tu chỉnh để được lợi ích. Tuy nhiên là nếu các vị là đệ tử Phật Thích Ca mà các vị không nghe cũng không sao, nhưng mà cái gì lỗ đấy, không hiểu sách pháp là cái gì lỗ, không học chánh pháp, không hiểu chánh pháp mà gọi là tu sai, mà tu sai là lỗ thôi, làm không được gì hết. Cũng giống như là trồng vườn mà không biết cái cách bón phân, không bón phân không đúng cách là thuốc này thuốc sau không đúng liều lượng và không đúng ngày giờ, không đúng cách, là các vị tiền mất tật mang thôi. Mà thứ nhất là các vị mê cúng quá nhiều là lỗ lã một cách vô cùng trầm trọng, không được mê cúng nhiều. Cúng bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thế nhưng đau yếu tai ương mãi. Cái đau cái yếu là tai ương đó là gần như là người nào cũng vậy à. Bây giờ là nộp lễ rồi nha, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên kỳ an cầu siêu cầu an rồi đó, thế nhưng là đau yếu tai ương mãi, uổng quá tiền tôi tật vẫn mang đấy. Cho nên là theo tôi đó, tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo rằng các vị phải cô lập tăng ni, các vị sư tu hành, không, các vị phải nuôi các vị đó, có tiền nên ủng hộ theo khả năng của mình, cúng dường cho những người ăn học tu tập, để chi, để những người đó truyền bá cái chánh pháp của Đức Phật.
để gieo rắc cái chánh pháp của Đức Phật cho nhiều người được nghe, được hiểu, được biết. Thế thì là các vị mà ủng hộ cho những người mà tu học chơn chánh đó, để nhân cái trí tuệ giải thoát giác ngộ ra cho nhiều người đó, thì các vị nên cúng dường chứ, các vị nên ủng hộ chứ. Ủng hộ cái đó là ủng hộ Phật pháp. Cũng giống như là người ta cúng tiền số đó giảm nghèo vậy, ta đâu có nói cái gì khác, là ta muốn cho cái xã hội loài người mình được, mọi người đều được vui vẻ an lành, thì người ta có quyền ta đâu đậu vô để đi làm từ thiện để số đó giảm nghèo. Ở đây mình muốn truyền bá chánh pháp cho nhiều người được giác ngộ, đừng mê tín dị đoan, đừng quyệt hoặc quan đường, đừng đau khổ những cách vô ích, thì ủng hộ cho những người tu hành. Mà mỗi người tu hành mà chân chính mà có khả năng truyền bá chánh pháp đó, là các vị là xây một cái ngôi chùa di động rất đẹp, rất tốt, rất lớn. Đấy, nhưng mà ngược lại, các vị cúng tiền xây 10 cái thiền viện, 20 cái chùa to. Mà nếu các vị không ủng hộ, không hộ trì, không giúp đỡ những người học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, thì 10 cái thiền viện và 20 cái chùa là ngang ngang tỷ, coi như không có. Đối với tôi là cái gì coi như không có thì có đời. Bởi vì các chùa cái ngang ngang tỷ là chỉ để mà người ta khoái cái giàu có đó, rồi ta vô đó ta lại để cho nó có danh dự, vô đó ta được ngồi bằng máy lạnh, người ta có danh dự để là mình đây là cái người có tâm lành, mình là người đi chùa, để vô đó là làm ăn, trao đổi làm ăn đồ đủ thứ, cũng là tranh thế sự, rồi cuối cùng là trăm năm bạc, cuối cùng là tham sân si, rồi mang nghiệp vào thân giải thoát. Có rốt cuộc rồi thì làm chùa rồi cùng nhau ở trong kịch trần như mộng giấc vàng, giới định huệ, không tu nhân thì không thành Phật được. Cho nên là chùa lớn, chùa quý, chùa đẹp không cần thiết, nếu không có phát huy được cái chánh pháp. Phật lớn, Phật quý, Phật đẹp cũng không cần thiết, bởi vì Phật phải là người giác ngộ, Phật là giác giả là người giác ngộ, chứ cái tượng cốt ngồi sờ sờ như vậy, súng bắn không có nói gì hết á. Áp ra tới tăng là bắn hai ông Phật cao, cao cái là gần như nhất gì thế giới, mà mấy ông không có nói gì hết trơn. Thế Tôn sao chẳng động lòng tôi? Lửa cháy chùa tan Phật quá to, ở đây là cái nhóm Taliban ở Áp ra tới tăng đó, bắn Phật bằng đại bác. Tại sao Phật không án mình đi bắt gì học, án tôi đi ma, tôi đi có bà thổi nó cái phù cho nó chết đi, để cho nó bắn mình. À, vậy mà các vị cũng không hiểu, là tôi không biết các vị học sao. Sự thật nó bắn đâu, nó có bắn trúng Phật đâu. Bởi vì Phật đâu phải là chim bắn trúng sắt như vậy. Cho nên mình phải hiểu rồi là bắn Phật, nó gọi là bắn Phật chứ không nhầm gì cả. Cho nên là có lần là ở cái nước nào đó không biết, nó vẽ hình Phật Thích Ca ở trong cái clip của phụ nữ á. Ôi, cả thế giới la gần, tôi cười quá trời. Tôi nói với tôi là cái chuyện này, tôi có thể làm giấy khen, tôi khen đó. Anh nói như vậy là đúng, anh chấp làm như vậy là anh được đấy. Hỏi sao Phật của ông mà tôi làm hình Phật ông mà là trong cái gì biết phụ nữ mà ông không ghét tôi, ông chửi tôi mà ông còn nói làm gì được là sao? Tôi nói tụi mày hiểu vậy đó, tụi mày là thấy là nhất thiết pháp vô ngã và giải pháp gia không duyên sanh diệu uyển, tụi mày mới làm cái đó được. Bởi vì trong cái hình đó tụi mày làm mày tưởng là Phật chứ đâu có phải cái trống mày, đâu có phải cái trống, là cái hình mà mày in đó là bằng duyên sanh, mà bằng mực sinh mực đỏ mực gì đó tụi mày in trong đó là duyên sanh, rồi thấy rồi tao tưởng nó là Phật chứ đối với ta đây hả không có Phật giá đó mày. Mày tưởng mà mày làm vậy mày quỷ nhục được Phật cái ca của ta ra không có. Bọn mày nếu nói về mặt ác ý thì bọn mày chỉ là thằng khùng. Còn nếu nói về mà mày làm cái kiểu của
của Đơn Hà Thiêu Mộc Phật Diệm Diệm Chủ Lạc Tu Mi, thì đó là một công trình văn hóa nghệ thuật cao, trí tuệ rộng của những người ủng hộ chính pháp. Mày muốn lấy cái nào? À, cho nên là tôi thấy nó cười đó, không hề có đau khổ gì hết. Hình Phật in trong cái sinh lý phụ nữ mà tôi không hề đau khổ. Tại vì bằng bắn Phật mà tôi cũng không hề đau khổ. Là tại vì đối với tôi là đâu phải là Phật vậy. Phật xuất nhân mà ta gọi là gặp Phật sống tôi còn tôi còn chưa thể phục mà. Cho nên là cái của tôi nói đây là tôi biết là khó nghe đấy. Nhưng mà nghe không nghe thôi, em sao trên cái giờ hết giờ rồi. Thôi xin chào tất cả các vị. Chúc giới học, định học, tuệ học để cùng có an lành. Đừng có đi theo kịch trần duyên một giấc dài. Xin hát.